cuối cùng cũng kết thúc rồi. Không chưa Quân không biết điểm dừng nhưng cuối cùng chúng ta cũng ngăn bà ta lại được. Chắc ba mệt mỏi lắm. Giờ ba có thể nghỉ ngơi được rồi. Gieo ri à Đứa con gái mà mẹ nghĩ đã chết Con gái của mẹ Ý trời ơi, bà gieo ri, ông đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về? Con tìm được ông ấy ở đâu vậy? Không chưa quên là giấu bà của con đi đó mẹ. Ơi, người đàn bà đó, sao bà ta lại đi giấu ông ấy nữa chứ? Mẹ à, bà ta đã bị bắt vì tội bắt cóc và giam giữ người. Bà ta vừa bị cảnh sát đưa đi rồi. À, mẹ như vừa trút được gánh nặng vậy, phải làm cho bà ta một xương ở trong tù suốt quãng đời còn lại. Còn quái vật đó thậm chí không đáng được nhìn thấy ánh mặt trời đâu. Nếu bà ta biết tự dừng những việc làm độc ác lại trước khi bị bắt thì tốt biết mấy. <laughs> bà ta làm gì có lương tâm, mình mong chờ gì ở bà ta chứ. Giờ cũng khuya rồi, tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi trước. Xin lỗi ạ, à, vì đã khiến cho mọi người lo lắng. Từ giờ, bà đừng lo nghĩ về chuyện gì nữa nha ba. Từ nay không Chi Quân không thể làm gì được ba nữa đâu Con chắc chắn bà ấy sẽ bị trừng phạt thôi Giao Tri à Con đừng có làm như vậy nữa mà Không chi quân bà ta Xin hãy cho tôi thời gian đi Dù có phải cậu xin tha thứ tôi cũng sẽ làm Xin anh đó anh Chu Hô à. à Có phải Hồng Chi Quân đe dọa ba gì không? Bà ấy nói gì tồi tệ để ba không nói ra việc bà ấy đã làm sao? Giao Tri à, từ bây giờ con có thể buông bỏ hận thù của mình đối với bà ấy hay không vậy? Bây giờ ba cũng đã quay về rồi. Con cũng đã có bé bom rồi mà. Xin ba đừng nói vậy. Chỉ để cứu con của mình, bà ấy làm giả cái chết của ba và giam giữ ba suốt 14 năm ba không nhớ sao? Bà ấy thậm chí còn làm giả cái chết của con gái con và giấu nó suốt 10 năm để cứu cháu trai của bà ta nữa. Nếu bà ta không bị bắt quả ta như hôm nay, thì bà ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bà hay là bơm đâu. À. À, con xin ba đừng lo gì hết. Con nhất định sẽ bảo vệ ba khỏi hồng chi quân mà. Con đảm bảo bà ấy sẽ phải sống cả quãng đời còn lại ở trong tù. Rốt cuộc ông Son đã biến đi đâu mất rồi không biết nữa. Còn mẹ đi đâu rồi chứ. À, em khát nước quá. Em xuống uống nước nha. sao vậy kết quả xét nghiệm của họ đâu rồi em ừ. à Emma, ừ. em có đợi kết quả xét nghiệm adn của mẹ và yuri đâu không anh tìm không thấy trong phòng sách cũng không có phong bì không có gì cả cái gì à. hả trời ơi Tại sao giờ này anh vẫn còn giữ cái này Sao anh không dứt đi cho em chứ Nếu không phải em Thì ai đã lấy nó chứ Trời ơi. Nó không có ở đây đâu Anh đã kiểm tra rồi Anh chắc chắn hay không Nó từng ở chỗ này mà anh Đúng rồi Giờ chỉ còn phong bị thôi Có người đã lấy kết quả đi rồi à, Em nghĩ Có phải là mẹ đã nhìn thấy Và lấy nó đi không hay là Sonjeri? Cái gì? Nghĩ lại thì không phải mẹ cư xử rất kỳ lạ hay sao? Cũng có thể là Sonjeri. Cô ta có thể vào phòng của chúng ta trong lúc cô ta đến. Em không nghĩ vậy à? <laughs> Anh tới rồi. cô chạy trốn khỏi tôi chỉ để đến đây thôi sao cô nghĩ tôi sẽ để cô đi như vậy à dù cô có trốn ở đâu tôi cũng nhất định sẽ tìm ra cô tôi sẽ tìm ra cô và tôi sẽ khiến cô phải hiểu được nỗi đau mất con là như thế nào cô nghĩ xin đứa bé mà cô chọn thay vì chọn em trai cô được sao cô đừng nghĩ Cô đã trả giá cho tội lỗi của mình bằng chuyện này Đúng là đồ khốn Cô dám xuất hiện ở đây để trả thù tôi sao Cô muốn con gái tôi ly hôn Quỷ hoại công ty của chồng tôi Và quyến rũ con rể tôi sao Để cô có thể bước chân vào căn nhà này à Chị Dung Cô cũng chết đi Gây ra đã chết rồi đó Tôi sẽ không để cô sống đâu Cô phải chết ngay lập tức Đồ giết người Cô đi chết đi Con đi làm sớm vậy Trước khi tới công ty con muốn ghé sở cảnh sát trước Và nghe lời khai của Hồng Chi Quân xem thế nào Anh bận chuyện đi thăm công xưởng Và các thứ khác nữa mà Anh cứ đi trước đi Em dẫn ba em cùng đi đi Em sẽ cần lời khai của ông để chứng minh tội trạng của bà ta đó Em biết rồi Lần này Em sẽ không để Kim Mu Dương hay ai khác nhận tội tha cho bà ta đâu <laughs> Em phải lật tẩy mọi việc Mà bà ấy làm cả việc làm giả cái chết Của ba em và của bơm nữa Hồng Chi Quân Dèo <laughs> ri Đừng gọi tên của tôi Mà cái miệng bẩn thiểu của bà Bà làm giả cái chết của ba tôi Con gái tôi rồi giấu họ đi Tôi sẽ khiến bà phải sống một xương trong tù suốt đời Dèo ri à Tôi biết tôi đã sai rồi Tôi đã không nhận ra chuyện Và đã làm những việc mà tôi sẽ không bao giờ được tha thứ Bà im đi Bà nghĩ bà nói vậy Tôi sẽ tha thứ cho bà sao Dèo ri à con đừng làm như vậy nữa mà Bà ấy là Đừng mà Không được đâu Anh đừng nói Tôi xin anh đó Bà ngậm miệng lại đi Tội lỗi bà đã gây ra Tôi sẽ nói cả thế giới này biết tất cả Tôi sẽ khiến bà phải ngồi tù đến hết cả đời Giao Tri à không được đâu Bà ta chính là người mẹ đã sanh ra con đó Bà. Ba... Bà vừa nói gì vậy? bà ấy là mẹ của con chứ Diệu Ri à Đúng vậy Mọi chuyện chính là sự thật Người đã sinh ra con chính là Hồng Chi Quân Diệu Ri à Mẹ xin lỗi Mẹ thật sự rất xin lỗi Nhưng mẹ là mẹ của con Con có thể tha thứ cho mẹ không Bà câm miệng đi Con quái vật như bà không thể là mẹ của tôi được đâu Mẹ xin lỗi Giao Ri à Mẹ xin lỗi mẹ sai rồi <laughs> Mẹ thật sự xin lỗi Vì đã bỏ rơi khi con còn đang rất nhỏ Vì đã không nhận ra con Và làm tất cả những chuyện Cảm tôi rồi. không muốn nghe Ngay từ đầu Tôi đã không có mẹ rồi Giao Ri à Giao Ri Giao Ri à Giao Ri mẹ đã sai rồi Mẹ đã không nhận ra con Xin con hãy tha thứ cho mẹ đi mà <laughs> <laughs> Gieo ri à Gieo ri <laughs> Mẹ xin lỗi Mẹ đây rồi. Con lạnh lắm hả? Chắc là con sợ lắm. Mẹ sẽ không bỏ con nữa đâu. Mẹ xin lỗi. Gieo Ri à. Mẹ xin lỗi. Gieo Ri. Mẹ xin lỗi. Gieo Ri. Không chị Quân. Cảnh tượng này quen thuộc quá phải không? Bà nhớ chứ. Cái ngày mà bà bắt nhốt tôi ở đây. Hồng Chi Quân. Sao bà? Dám tới đây hả? Tôi tới để xác nhận vụ giết người. Thấy cô có vẻ bình yên quá đó. Nơi này hợp với cô lắm đó nha. Thấy bà có vẻ bình yên đó Hồng Chi Quân. Quả nhiên, nơi này hợp với bà lắm đó. Lần này bà tuyệt đối không thể thoát tội được đâu. Tôi sẽ dạch trần mọi việc bà đã làm. Cứ đợi đi. <cười> <cười> giữ im lặng như vậy cũng không làm tội danh của bà biến mất đâu biết chưa. Bà bị bắt vì tội bắt cóc và giam giữ người trái phép đó. Bà không chịu quân. Bà Hồng Chiêu Quân Bà tính tiếp tục giữ im lặng như vậy sao Tôi đưa ba tôi tới Ông ấy là nạn nhân Người sẽ xác nhận tội ác của Hồng Chiêu Quân Ông là Son Chu Hô sao Ba Bà hãy khai hết mọi chuyện đi ba Bà ấy bắt cóc ba ở đâu Và như thế nào Và bà ấy giam giữ ba bao lâu Giao Duy à Con để cho ba nói chuyện riêng với bà ấy một chút được không Bà sẽ lo chuyện này được mà Không được Con phải ở đây với ba Con không biết là bà ấy sẽ nói gì đe dọa ba đâu Không được đâu mà ba Ba làm ơn đi Ba xin con đó Hãy để cho ba Nói chuyện với bà ấy một chút thôi Hồng Chi Quân Tốt hơn hết bà hãy nói rõ và thú nhận đi Ông Son Chu Hô Có thật là bà Hồng Chi Quân Đã bắt cóc và giam giữ ông hay không hả <laughs> xin chào chú cu đôi chi Ôi trời ý, ý tôi là trưởng bộ phận Có chuyện gì mà bà đến đây vậy bà thông gia Ôi trời ơi trưởng bộ phận Tôi là mẹ nhưng nuôi dạy đứa con gái này sai cách rồi Khiến nó trở thành nội gián Ch <laughs> Tôi xin lỗi tôi sai rồi Nếu mà tha thứ cho tôi một lần này thôi Tôi sẽ giật hết tóc của mình Và đang trên một chiếc giày Rồi móc mắt Đi Để chơi bi cùng răng của em à, à. À, tôi sẽ bẻ hết những cái răng của mình để cho anh chơi bắn bi luôn. Thôi được rồi, tôi sẽ không bắt cô phải chịu trách nhiệm về chuyện thiết kế bị lộ đâu. Ờ, vậy anh sẽ sẽ bỏ qua mà không đuổi việc hay chuyển cô ấy đi sao? Cảm ơn chú nhiều nha, trưởng bộ phận. Cảm ơn anh nhiều. Tuy nhiên, cô không thể làm việc cùng đội của tôi như trước được nữa. Không dễ để khôi phục lại lòng tin đã bị phá vỡ đâu. Vậy tôi sẽ làm việc ở đâu đây? Cô thuộc đội thiết kế, nên tôi sẽ giao việc này cho cô Hê Chu. Tôi biết rồi, từ nay tôi sẽ không làm nội gián cho ai nữa. Được rồi, mọi người về đi. <laughs> dạ. Dạ, đi thôi. Chào đi À. <laughs> em và ba em đã đến sở cảnh sát chưa vậy hả? Chị dâu anh đã thừa nhận tội lỗi của mình chưa? chị dâu sao Ý của cậu ấy là phu nhân không Bà ấy nhất quyết giữ im lặng Nên chắc sẽ mất rất nhiều thời gian Để chứng minh bà ấy có tội hơn dự kiến Ba em cũng có thể cho lời khai mà Đúng rồi anh Bây giờ đang nói chuyện với cảnh sát đó Ô ghi sớt cũng đồng ý làm chứng rồi Nên dù có mất thời gian Chúng ta cũng phải dạy trần tội ác của bà ta Anh xin lỗi vì đã không thể đi cùng em Không phải anh tới xưởng mai hay sao Lẽ ra em phải đi với anh mới đúng. Em đừng lo chuyện này, cứ lo việc của em đi. Chuyện gì vậy nè? Nghe như là Hồng Chi Quân đã bị bắt thì phải. <laughs> đó không phải là sự thật. Bà ấy không phải thủ phạm đâu. Anh Chu hô à? Ông nói thật chứ hả? Chính bà ta đã thừa nhận là bắt cóc và giam giữ ông lúc bà ta bị bắt đó. Ông nhớ không? Ý ông là bà ta đã không tự mình bắt cóc ông, mà Hồng Chi Quân thuê người làm có đúng không? Không phải. Không ai được lệnh bắt cóc hay giam giữ tôi hết. Tôi hoàn toàn không có bị ai bắt cóc hết mà. Ông đang đùa với tôi hay sao vậy? Alo, chờ tôi chút nha. Cái gì? Anh không cần phải làm vậy đâu. Cứ nói với anh ta sự thật đi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi mà. Không được đâu. Nếu như Giao Tri tống bà vào tù, thì tới khi nó biết được bà chính là mẹ ruột của nó thì... Nó sẽ bị tổn thương rất nhiều Vì chính nó đã tống mẹ trụ của mình vào tù Tôi hứa sẽ không nhắc tới tội ác Mà He Chu đã làm với tôi Nhưng bà phải ngăn nó lại đi Phải đảm bảo nó không làm hại tới gieo Ri nữa Chúng ta Phải gỡ bỏ từng nút thắt Không được Tôi đáng phải bị trừng phạt Nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình Chính tôi đã bắt cóc và giam giữ người đàn ông này và cũng chính tôi đã làm giả cái chết của ông ấy suốt 14 năm qua Cảnh sát, mau nhốt tôi vào tù ngay Đúng đi Đủ rồi không chi quân à Quá khứ hãy để cho nó ngủ yên đi Phải nghĩ tới tương lai mới phải chứ Không phải đâu Anh làm ơn đừng tin những lời của bảy Thật sự bảy không làm sai gì cả <laughs> Không biết có ai nghe tin từ Giao Ri nói rằng cô ta sẽ đến trễ dạ không? Dạ có. Cô ấy nói là cô ấy phải kéo qua một nơi nên đến trễ một chút. Đi đâu vậy? Cái đó thì cô ấy không nói. Về ba quý khách vừa gọi không liên lạc được. Cô ta đi đâu và đang làm cái gì vậy? Không lẽ cô ta đã cầm kết quả xét nghiệm rồi đến chỗ mẹ rồi sao? Mình phải ngăn chuyện này lại mới được. Tôi ra ngoài một chút nha. Dạ Chú Đô Chi, có lẽ chú Đô Chi biết gì đó rồi Chú à Mẹ, mẹ đến đây làm gì Con, con biết là Mẹ của con bị bắt rồi hay không hả Mẹ con bị bắt rồi hả Tại sao vậy, hồi nào Mẹ không biết nên mới tới đây hỏi con nè Lúc nãy, ở trong phòng của trưởng bộ phận Mẹ nghe lén được Anh ta đang nói chuyện với gieo Ri qua điện thoại Anh ta nói là mẹ con đã ở sở cảnh sát đó Chắc là Gieo Ri đã tìm thấy ông Son rồi Cô ta nhìn thấy ông ta ở chỗ mẹ Và đã gọi cảnh sát để bắt mẹ sao Có phải là con và mẹ con Đã làm chuyện gì với Gieo Ri Và bị bắt quả tang rồi có đúng hay không hả Con có làm gì đâu Mẹ đừng có đến công ty nữa Mẹ về nhà giùm con đi <laughs> Đây là màu nhuộm tự nhiên mà cô Đu Chi đã ký kết có đúng không? À, đúng vậy. Trong này á không có một chút quá chất nào hết, hoàn toàn tự nhiên 100%. Đổi cái này, với màu nhuộm quá chất đi à, nhưng mà anh à anh anh trưởng bộ phận Chi nói là dù chi phí có tăng chúng ta cũng phải dùng màu nhuộm tự nhiên mà ông có biết họ đang quyết định là ai sẽ là người kế nhiệm chủ tịch không sao tôi là chồng của cô hi chu đó con gái duy nhất của chủ tịch cô quản lý của hi chu vậy thì một người là quản lý như ông sẽ đứng về phía ai tôi đưa ông một ít chúng ta sẽ sớm tổ chức lại cơ cấu công ty ông không muốn bị sa thải với tư cách là quản lý phân xưởng đó chứ ừ anh đây cái gì mẹ bị bắt rồi hả anh biết rồi anh đến ngay đây cái gì anh nói gì chứ vợ của tôi không Chiêu quân bị bắt vì tội bắt cóc và giam giữ người trái phép sao tôi biết rồi cảm ơn đã gọi báo cho tôi biết nhà giám đốc Giám đốc của Seoul Ninbo vừa mới gọi điện cho anh. Họ nói chị dâu chú bị bắt vì tội bắt cóc và giam giữ người trái phép. Rốt cuộc là sao vậy? Em đến đây nói với anh chuyện đó đi. Đêm qua, chị dâu đã bị cảnh sát bắt vì tội bắt cóc và giam giữ ba của đi. <laughs> làm giả cái chết của ông ấy và giấu ông ấy còn chưa đủ hay sao? Bà ta còn làm chuyện này nữa. Em xin lỗi nhưng phải nói điều này. Những gì chị ta làm khi phóng viên biết được chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng không ít đến hình ảnh của tập đoàn chúng ta. Tất nhiên rồi. Bà ta bắt cóc và giam giữ người khác mà. Em nghĩ bây giờ, cách tốt nhất là anh nên tách chị ta ra khỏi tập đoàn We Fashion. Chúng ta không thể để chị ta làm tổn hại đến công ty được. Anh làm ơn loại bỏ chị ta ra khỏi công ty và gia đình mình đi. Trước khi gì chị ta mà bảo tố ập đến. <laughs> Bà đang nói gì vậy hả ba? Bà rút lời tố cáo lại là sao? bà không thể cho lời khai đâu. Dù tội có lớn tới mức nào đi chăng nữa, bà tuyệt đối không thể nào làm như vậy được. không Chi Quân, bà ấy chỉ cắt cả nhà chúng ta nhiều năm qua. Bây giờ, bà ấy lại làm tổn hại tới ba và giam giữ ba nữa đó. Con hãy tha thứ cho bà ấy đi, Giao Ri à. Cứ thù hận hoài như vậy thì được cái gì chứ. Nếu con nghĩ lại, thì Hồng Chi Quân cũng có một cuộc đời đầy đau khổ không mà. Hơn 10 năm rồi, không chỉ gây ra tội ác với bà bà ấy nói dối bơm đã chết và còn nuôi nấng nó như một nguồn sống cho gây ra suốt những năm qua đó ba vậy mà sao bà có thể kêu con tha thứ cho một người như bà ta mặc dù con không biết là bà ấy đã nói gì để thuyết phục ba nhưng con sẽ không để cho bà ta thoát tội lần nữa đâu bà ta phải bị trừng phạt gieo trí à đi thôi không gì quân bà nói gì đe dọa ba của tôi vậy hả lần này bà muốn bàn trò gì nữa đây cô làm gì vậy nè buông ra người này chính bà ấy bắt cóc ba của tôi đó đây không phải lần đầu tiên đâu bà ấy đã nhốt ông ấy trong vì những lão suốt mười bốn năm và chi các cãi nhà chúng tôi đó bà ấy bảo nói đi Bà hãy thôi nhận tội lỗi của bà đi không chị Quân Gieo <laughs> thủy à Thôi đi con dừng lại đi Tôi sẽ không tha thứ cho bà đâu không chị Quân Sao tất cả những gì Bà đã làm với tôi và Bơm Và ba của tôi nữa Bé Bơm Bà ơi chúng ta đi đâu vậy bà Chán sợ lắm Ra ngoài Đúng rồi sự sợ hãi bao trùm ở nơi mà cháu không hề biết hả ừ, dạ nghĩa là không có một ai trong gia đình này sẽ đi tìm cháu chỉ vì cháu mất tích đâu cháu hiểu chưa <laughs> mình đã đã làm gì với cháu ruột của mình vậy chứ không chị quân đừng đóng kịch nữa nước mắt cá sấu của bà làm tôi thấy ghê tởm lắm đây khoan đã lỡ như ông son Sean... Nói rằng em là người đã giam giữ ông ta thì sao anh? Ở đó không có ai khác ngoài em và mấy hết. Dù cho ông ấy có nói là em giam giữ ông ấy đi nữa, thì em cứ phủ nhận đi. Dù sao thì cũng không có bất kỳ bằng chứng nào hết. Anh nói rất đúng. Rõ ràng không hề có bằng chứng gì hết mà. Mà chúng ta cũng không biết ông Son có tỉnh táo hay không nữa. <laughs> nói đi. Bà hãy thừa nhận tội lỗi của bà làm đi. Mẹ à. Hê chua Mẹ. à. Cô đang làm gì vậy hả? Sao cô dám động vào bãi hả? Cô hê chua. Cô biết chuyện này có đúng không? Cô biết mẹ của cô đã giấu ba tôi. Cô cũng biết chuyện này mà có đúng vậy hay không? Cô làm cái gì vậy? Chúng tôi đến để xem bà ấy có sao không? Vì chúng tôi nghe nói bà ấy đang ở đây. Không đâu. Cô biết tất cả. Cách mà cô chạy gấp gáp ra khỏi bệnh viện ngày hôm đó và rời khỏi nhà lúc nửa đêm cùng với mua dơ. Tôi biết là cô đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Đủ rồi nha. Nếu như cô còn tiếp tục gây chuyện, tôi sẽ bắt cô vì tội quấy rối đó. Đi thôi. Không gì quá. Giao trí à Con Không tha thứ cho Hồng Chi Quân Hay là cô hãy chủ được đâu ba Con sẽ bắt họ phải trả giá tất cả Anh ra ngoài đợi em một chút Mẹ à Mẹ giấu ông soi nó đâu vậy mẹ mà làm sao ông ta lại ở chỗ của mẹ vậy mẹ à không biết là mẹ có nhìn thấy tài liệu ở trong phòng của con hay không vậy cái đó không có quan trọng đâu nhưng mà hê hey chu à chắc là con vất vả dạ lắm phải không con gái của mẹ hê hey chu chắc con đã rất tức giận chuyện đó rất khó để chấp nhận cũng đúng thôi cho nên là con mới làm như vậy với chú Hồ có phải không Ý của mẹ là sao vậy Kết quả xét nghiệm ADN trong phòng của con Kết quả mẹ và Diêu Ri Thầy chú à Thực ra mẹ hả Thôi đừng nói nữa <laughs> Thì ra bà đã biết rồi Như vậy cũng tốt thôi Tôi thấy nhẹ cả người luôn phải giấu giếm như vậy tôi cảm thấy khó chịu lắm. Bây giờ con không phải lo gì hết. Mẹ là người đã làm mọi chuyện xấu xa với Gieo Ri. Mẹ sẽ chịu trách nhiệm cả những việc con đã làm với ông Hê Chu. Tình hình hiện tại của con, mẹ hiểu mà. <laughs> chịu trách nhiệm hả? <laughs> đến bây giờ bà vẫn định giả dờ là mẹ của tôi trong khi chúng ta đều biết bà là mẹ của Gieo Ri sao? Bà làm ơn đừng có giả dờ giùm tôi. Bà có thể giống như bà quan tâm đến tôi hay sao? Nhưng mà bà vẫn là mẹ của Son Gieo Ri thôi. chuyện của ông son bà cũng nói là bà sẽ lo sao không đâu tôi không có cần dù sao cũng chẳng có bằng chứng là tôi làm mà hê hey, chu à tôi và bà bây giờ đã kết thúc rồi tôi chờ đợi được thấy bà và con gái của bà nắm tay nhau sống hạnh phúc lắm đó mặc dù tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người đâu hê hey. hê hey, chu à Dạ chào hai bác, cháu mới tới <laughs> ừ. Tôi vừa nghe thấy một tin rất kỳ lạ Nên tôi đã không thể tin vào tai của mình được luôn đó Có phải người đã bắt cóc và giam giữ bà của Gieo Ri Là phu nhân không hả? Có phải vậy không? Đúng vậy, cuối cùng bà ta cũng sắp vào tù rồi chúng ta phải tổng hợp lại hết những việc bà ta từng làm trong quá khứ và khiến bà ta phải sống trong tù cả đời mới đáng tội nhưng mà cũng lạ sao bà thông gia đó nghĩ gì mà lại đi bắt cóc bà của Ri để làm chuyện gì chứ bà ta cũng đâu có lý do gì để làm chuyện đó cháu cũng cảm thấy rất lạ nếu như trước đây thì bà ta có thể giấu ông ấy trước khi nhận nuôi Ri nhưng giờ thì làm gì có lý do chứ <laughs> nghĩ lại thì cháu nói cũng đúng thực ra bà ta đã tìm ông ấy như điên để tìm con gái của mình mà con gái sao không không lẽ là bà ta lại có đứa con gái nào khác ngoài hơi chu hả vậy người đó là ai vậy Ai người có biết không hê nhiều chuyện quá đi ờ à, làm ơn cẩn thận một chút dạ. lùi lại à, chỗ đó được rồi À phải rồi ờ à, hay chu à ờ à, mẹ đang ở nhà của con đây mẹ trang trí thay đổi tất cả nội thước à. Nếu mẹ sống ở đây thì mẹ sẽ trang trí nó theo cách của mình. Chuyện của Hồng Chi Quân và sau Hồ sao Chu Hô sao rồi con? Hình như là con thấy là ông ta không nhớ là con đã đẩy ông ta. Đúng như con nghĩ. Hồng Chi Quân đã biết gieo đi là con gái của bà ta. Vậy phải làm sao đi? Không phải con rất khó khăn để giữ bí mật đó sao? Bây giờ Hồng Chi Quân biết hay không cũng không quan trọng gì nữa. Hồng Chi Quân. Bà ta không thể nói công khai bà ta là mẹ của Gieo Ri sau tất cả những việc bà ta đã làm đâu. Gieo Ri thì không hề biết gì và cô ta đang làm mọi cách để có thể tống không chi quân vào tù bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi xem mẹ con họ đấu đá nhau như thế nào thôi mẹ à chúng ta không thể cứ để Hồng chi quân cho ri xử lý được con nghĩ tới việc gây ra phải chết một cách quang uổng đi mẹ không cần phải lo bây giờ con sẽ đuổi bà ta ra khỏi nhà và cả công ty luôn và còn mẹ sẽ thế chỗ của bà ta mẹ sao con vừa mới gọi mẹ là mẹ sao được rồi từ bây giờ mẹ sẽ lắp chỗ trống của hồng chi quân à không mẹ sẽ làm tốt hơn như vậy mẹ sẽ bù đắp cho tình yêu mà mẹ đã không thể cho con trong quá khứ hãy tin mẹ đi ti <laughs> liếc lại có chuyện gì nữa vậy Chúng ta không thể để chị ta gây hại đến công ty được. Anh hãy đuổi chị ta ra khỏi nhà và công ty đi. Trước khi gì chị ta và bảo tố ấp đến. Thưa con bà. chào ba. Con cũng nghe chuyện rồi chứ Hê Chu. Con không hiểu sao mẹ có thể làm như vậy với ông Son được. Con biết là bà ấy đã nuôi nấng con. Nhưng mà nếu như chuyện này mà làm tổn hại đến công ty thì chúng ta không thể bỏ qua được. Bà cứ nghĩ là con sẽ đứng về phía mẹ con chứ với con công ty là trên hết không thể vì bà ấy mà tổn hại nhân viên của chúng ta được không cần biết thế nào tất cả phải vì công ty hết ba phóng viên sẽ sớm phát hiện và ào ào kéo tới đây thôi như vậy chắc chắn là sẽ gây hại cho công ty đó ba bây giờ ba phải ra quyết định với tư cách là chủ tịch tập đoàn quy fashion bây giờ ba hãy ra thông báo rằng chúng ta không có liên quan đến chuyện đó và ba đang chuẩn bị ly hôn với bà ấy là chủ của tập đoàn quy con xin bà hãy ra quyết định đi Lời tố cáo được quỷ rồi Bây giờ bà có thể về Mình à Mình đến đây để làm gì vậy mình tới để tìm tôi sao tôi tới là muốn nói thủ tục ly hôn sẽ sớm được thực hiện mà thôi hãy tách biệt hoàn toàn những chuyện bà đã làm với tập đoàn quy đi hãy bảo đảm công ty không bị tổn hại mình à chuyện này là vì hay chu và vì công ty và con vì ba nữa bà chưa bao giờ thuộc về tập đoàn quy này hết Được rồi Mình sẽ không thể làm tổn thương Bất cứ một ai nữa Mình sẽ không làm như vậy nữa Mình chỉ có thể kết thúc ở đây thôi Chỉ có mình À, Giao Duy à Bà đây, con đang ở đâu vậy? Sao vậy? Không phải em đang nói chuyện với ba em sao? Ông nói gì vậy? Ba nói ba sẽ tới đây Ba nói có chuyện quan trọng mà em cần phải biết Vậy em không được đi đâu phải đợi ba tới. Chuyện quan trọng sao? Em nghĩ có phải chuyện gì không chi quân không? Có lẽ cuối cùng ông ấy cũng tố cáo rồi. À. Em sao vậy? Anh Đô Chi, em thấy người lạ lắm. À, tự nhiên em thấy khó thở. Cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra vậy? À ba Giao à bà muốn nói chuyện gì hả ba không chi quân bà ấy làm gì ba nữa hay sao vậy con có thể ra ngoài một chút để ba nói chuyện riêng với Duy ri được không con cần phải biết được một chuyện sự thật là ba đã định chuyện này sống để bụng chết mang theo nhưng Giao duy à, con không phải là con ruột của ba. Cái gì? Ba, ba vừa nói, ba, à, à, ba nói vậy làm sao chứ? Con không phải là con ruột của ba hả? Con bị bỏ rơi vào một đêm đông lạnh giá. Ba đã đưa con về và nuôi nấng tới bây giờ. Ba không phải là ba chủ của con. Ba Con. Con là niềm vui lớn nhất cuộc đời của ba. Cả cuộc đời này, ba chưa từng hối hận một giây phút nào vì đã nuôi nấng con cả. Nhưng mà, bây giờ con cần phải biết tất cả sự thật. Không thể nào đâu ba. Làm sao Làm sao ba lại không phải là ba ruột của con được chứ Sao lại như vậy Chưa hết đâu con à Vẫn còn một chuyện Quan trọng hơn Mà con nhất định phải biết rõ Ba Mẹ ruột của con bây giờ chính là Alo Chi Quân à Cảm ơn anh nhiều lắm vì thời gian qua Anh đã nuôi dạy Gieo Ri thật tốt Và yêu thương nó nữa ừ, Chi Quân à Cho tôi xin lỗi nha ừ, Bà làm sao vậy Bà bà đang ở đâu vậy hả Tất cả đều là lỗi của tôi Đều do một tay tôi khơi màu ra Nên tôi sẽ kết thúc nó Không được Chi Quân à Chi Quân à Chi Quân Bà, bà. Chuyện gì hả ba mẹ xin lỗi con yuri à biệt con gái của mẹ